cho mọi người. Ngày hôm nay thì Thúy Quyên sẽ đưa mọi người đến một cái nơi, đây gọi là Teddy Bear Museum, là bảo tàng gấu Teddy. Nó là một hạng mục nằm trong Grand World Phú Quốc. Và ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta hãy cùng theo chân Thúy Quyên để khám phá là bên trong bảo tàng này có cái gì đặc biệt nha. Đi thôi. Kính thưa anh chị, bảo tàng Teddy Bear Phú Quốc là nằm trong top 5 bảo tàng lớn nhất thế giới về gấu bông. Dạ vâng, ngay trước khi anh chị bước vào bảo tàng thì chúng ta sẽ được chào đón bởi nhân vật chính của chúng ta là nhà khảo cổ học Idina Teddy John. Teddy Bear Museum Phú Quốc United Center là nhà gấu Teddy đầu tiên trên thế giới sở hữu câu chuyện chủ đề xuyên suốt trong 5 phân khu, lấy cảm hứng từ bộ phim Indiana Jones nổi tiếng. Chú gấu Indiana Teddy Bear được nhân cách hóa thành nhà thám hiểm lừng danh, đưa du khách bước vào chuyến phiêu lưu đến từng vùng đất mà nhà thám hiểm đi qua, ngay tại trong khu viên bảo tàng như Nam Mỹ, Ai Cập cổ đại hay biển Atlantic. Đặc biệt, Indiana Teddy John có hành trình giả tưởng đến Việt Nam trong chuyến phiêu lưu giữa bối cảnh văn hóa được khắc họa rõ nét. Chú gấu Teddy thám hiểm nhảy dù xuống cung đình Huế, khoác lên mình trang phục áo dài truyền thống gần gũi và chân thực. Hay Teddy đã chèo thuyền tham quan vịnh Hạ Long, hòa vào khoảnh khắc đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch cúp U23 Đông Nam Á, hay tận hưởng những kỳ nghỉ đặc biệt tại Vinpearl. Nơi đây chúng em trưng bày 15 chú gấu cổ nhất trên thế giới, được sản xuất từ những năm thế kỷ 20. Và trong đây chú cổ nhất là chú bé gấu này. Chú gấu này được sản xuất vào năm 1910 tới bây giờ. Vâng, rất có giá trị về thời gian. Thì các bé gấu ở đây đã trải qua rất là nhiều năm, cũng như là trải qua rất là nhiều đời chủ. Mình muốn hỏi những cái chú gấu ở đây đó là nó là thật hay là mình đang phục dựng lại một cái hình ảnh? Dạ, các chú gấu này được công ty chúng em đấu giá đem về từ tất cả các nơi trên thế giới và đều thật 100%. Vậy đây là những chú gấu thật 100% chứ không hề là một cái mô hình hay là một cái sản phẩm được phục dựng lại. Cho nên là mình nhìn thấy nó có những cái special, vết cũ. Còn đây là những cái thông tin chi tiết về những chú gấu này. Chi tiết những năm sản xuất của các bé gấu. Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, Teddy Bear Museum sẽ là điểm nhấn đặc biệt của siêu quần thể du lịch giải trí Phú Quốc United Center. Tọa lạc tại trung tâm của thành phố không ngủ Grand World, nhà gấu trên đảo Ngọc hứa hẹn là thỏi nam châm thu hút khách tham quan khi chính thức khai trương vào ngày 21 tháng 4 năm 2021. Là đây là khu mà chúng ta có thể check in, chụp hình. Và những cái mô hình hồi nãy là những mô hình thu nhỏ, còn đây là những mô hình lớn, chúng ta có thể cùng nhau tương tác với các bé để có thể chụp hình. Có nghĩa là cái này mình được sờ vào hiện vật rồi đúng dạ không? Vâng ạ, dạ vâng ạ. Đây là chú gấu đặc biệt nhất của bảo tàng chúng em, là chú gấu cao thứ nhì trong bảo tàng. Và chú gấu cao thứ nhất là đang nằm ở ngoài tòa nhà, đang đứng dựa vào tòa nhà. À, lúc nãy đi vào mình có thấy một chú dạ gấu vâng, rất là chú to. Chú gấu cao hơn 15 mét. Mọi người ơi, như vậy thì mình đã vừa trải nghiệm sau một cái tour đi tham quan bảo tàng gấu Teddy rồi. Và cái cảm nhận riêng của mình khi mà được bạn hướng dẫn dẫn đi xem đó chính là mọi thứ nó đều chân thật. Trước đây mình đã biết những câu chuyện đó, những cái bối cảnh đó, những không gian đó bởi những con người tạo ra, thì bây giờ là nó được tạo ra từ những chú gấu Teddy. Và hy vọng là khi mà mọi người đến đây thì mọi người cũng sẽ có cho mình những cái trải nghiệm thật sự là thú vị và đặc biệt. Bây giờ thì mình chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở những địa điểm tiếp theo, những hạng mục thú vị tiếp theo ở Grand World Phú Quốc quý vị nha.